Malaysia có giá trị GDP bao nhiêu để Việt Nam hướng tới khai thác nước này? Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia, vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã đồng tổ chức thành công hội thảo giao thương Việt Nam-Malaysia tại thủ đô Kuala Lumpur. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Phú Cường, trưởng thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nhấn mạnh Malaysia là thị trường có hơn 33 triệu dân, trong đó hơn 61% là người Hồi giáo, với tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2022 đạt 377,69 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 8,7%. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia trong năm 2022 đạt 5,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,1%, trong khi kim ngạch nhập khẩu là 9,1 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý là nhập siêu từ Malaysia trong 8 tháng đầu năm mặc dù lên tới 1,6 tỷ đô la Mỹ, nhưng chỉ chiếm 49,4% so với kim ngạch xuất khẩu.